yêu Doraemon nhưng lại muốn sạc điện thoại thì chắc chắn rằng phải mua cái này. Em này là cục sạc Anker phiên bản đặc biệt Doraemon. Trong hộp này thì sẽ không có gì ngoài cục sạc cả. Em này thì về cơ bản nó là cục sạc cho Doraemon, nhưng mà nó dựa lên cái thiết kế của chiếc PowerPod 3 Nano anh em nhé. Tức là nó sẽ có một cái cục rất là nhỏ, rất là bé như này, sẽ bao gồm cái đầu để cắm vào ổ điện này và một đầu Type-C nữa để cắm các thiết bị vào. Ngoài ra thì do là phiên bản đặc biệt, thế nên là chúng ta sẽ có một vài họa tiết hay ho hơn. Ví dụ như ở cổng Type-C chúng ta sẽ có cái chuông của Doraemon, bên cạnh chúng ta sẽ có hình của Doraemon và mặt còn lại sẽ là logo Anker cộng với cả logo của Doraemon. Cái em sạc này, cục sạc này thì có thể sạc lên tới maximum là 20W thôi, và tức là vào tầm 9V 2.22A, còn đầu vào thì vẫn như vậy, 100 tới 240V, tức là lắp được cho cả đất Việt ta và đất Mỹ nữa. Thế nên là thoải mái. Em này thì là phiên bản đặc biệt, thế nên là nó có một mức giá khác hơn một chút so với cả em PowerPod bình thường. Thế nên là nếu mà anh em yêu thích Doraemon ấy thì anh em nên mua con này nhá.